quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 266. Những đức thấy mỗi ngày mình gây dựng tín nguyện niệm Phật và phương pháp tu nó cũng ổn định chuẩn. Tất cả quý Phật tử để ý, khi mình mỗi ngày tu tập như vậy rồi thứ bảy chủ nhật đến chùa cộng tu rồi này kia, những đức thấy quý vị và người trong chùa mình ai cũng giống như cuộc sống mình nhân sinh vậy. Nó không có gì mà khác thường, giống như ăn được, ngủ được, sống vui vẻ an lạc, có phương pháp tu gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, như thế rất rõ ràng. Nó không có gì cao xa, nó có làm chuyện gì mà thay đổi thất thường. Tất cả quý Phật tử vì gì chùa mình biết thấy không, nó giống hệt qua năm suốt tháng, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm kia, nó cũng y rang, nó không có gì khác thường, nó luôn luôn bình thường. Mà tu hành là gì? Bình thường. Bình thường vì sao? Vì sao có thể duy trì được bình thường quý vị? Duy trì được bình thường là gì? Chúng ta cứ gầy dựng như vậy và cứ niệm Phật thôi. Chừng nào thỏa mãn đến thì Phật trước. Còn mình mỗi ngày sống đặc biệt chứ cái cõi đời này mình đang sống mà. Niệm Phật, tu hành, đem pháp môn niệm Phật áp dụng vào cuộc sống. Hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, thương yêu mọi người, hòa thuận với anh chị em, không giành giật của cải nhau. Con người thương con người. Quý vị coi giờ con nít đến chùa mình mùa hè, quý vị thấy cũng vui vẻ, mập mạp, ăn được, ngủ được, hoạt bát. Thời khóa tu các cháu bình thường, đơn giản. Rồi cho các cháu sống cuộc sống nhân sinh. Nên quý vị coi, bên hộ pháp mấy trăm cháu gái, bên chùa mới mấy trăm cháu trai, đều sống trong chùa được rất là vui vẻ, an lạc. Như vậy thì cái việc tu hành này là quá phù hợp. Nó không có trở ngại gì hết quý vị. Không có trở ngại gì hết. Người đi vào chùa tu về là sáng sủa an lạc, ai cũng ăn được, ngủ được, vui vẻ, tự tại, nó không có cái gì khác thường. Luôn luôn sống bình thường, đơn giản, bình dị, thì coi đúng không? Có một chú gặp những đứa cũng nói một câu, nói lúc trước trên mạng có một cái cô này, hình như cổ bên Mỹ vậy, cô hướng dẫn cũng nhiều Phật tử cũng biết niệm Phật. Cũng nhiều người nghe cô giảng rồi hướng dẫn tu đồ này kia đồ. Nhiều người ta cũng theo cô lắm. Mà cái thời đó là cô khuyên ta niệm Phật. Sau này bắt đầu cô thay đổi lại. Nào là có đủ cái, nào là yoga, làm đủ chuyện đó không. Cái chú kia cũng nói từ từ giết người ta ít. Ít theo bà, ít nghe bà. Tại bà làm thứ tung lang tán. Rồi chú này cũng nói lúc trước khi cô giảng, cô nói cô xuống dưới địa ngục đó chứ, rồi mở cửa địa ngục, rồi làm đủ chuyện, nói những cái điều nó phi thường này kia. Quý vị biết rằng theo một con người quan trọng, mình tu hành sao mà trong cái cuộc đời này mình tu ra một con người bình thường, giản dị, vui vẻ, hoan hỷ, ăn được, ngủ được, áp dụng Phật pháp vào cuộc đời của mình. Cái tâm mình gầy dựng cái việc giải thoát. Giải là gì? Giải là biết được cuộc đời này vô thường. Thoát là gì? Không buồn giận người là thoát. Quý vị thấy cái chữ giải thoát của mình đưa ra, quý vị thấy phù hợp không? Giải là hiểu cuộc đời vô thường. Đã là biết nó là vô thường thì giờ bực bội giận hờn ai nữa đâu. Thì mình sống mỗi ngày an lạc tự tại là thoát. Đúng không? Chứ không có cái gì cao xa. Vì mình là con người đang sống cái cuộc đời này bình thường mà. Mình nói chi cái chuyện phi thường, nói chi cái chuyện xa vời. Mình nói chuyện phi thường xa vời, mình có làm được điều đó đâu. Nên nó trở ngại mình. Nên tu giết nó không bình thường. Muốn làm cái chuyện gì phi thường, để người ta để ý đến mình. Mình làm gì cái điều đó giết phiền phức. Mình là con người đang sống cái cuộc đời. Mình không có nói cái việc mà giống như mình xâm nhập cảnh giới quỷ đạo, ma đạo đâu.
Hoặc là mình tu hành đừng có cái việc mà hương linh nhập xác đồ, mình làm những cái chuyện khi nhập xác đồ cái này cái kia đồ. Quý vị để ý mấy cái người mà vậy là sớm muộn cũng có vấn đề, không ổn định, đúng không? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta tu ra cái gì bình thường. Con người cũng đang tu, người phước mặt phước mày hương linh cũng nghe đạo để mà tu. Nước sông không phạm nước giếng, mỗi người tự lo mà tu. Vậy thì ai cũng là người vui vẻ tự tại. Phật pháp là giúp con người cái gì? Vui vẻ tự tại, ăn được, ngủ được, sống vui vẻ, làm những việc thiện, việc tốt. Người tu tịnh độ là như vậy quý vị. Còn có Phật hiệu thì gây dựng tín nguyện kiên cố, niệm có Phật hiệu. Tất cả hàng Phật tử quý vị để ý rõ ràng không? Từ khi quý vị đi đến chùa mình tới giờ quý vị thấy có cái gì những đức hướng dẫn quý vị mà lạ thường đồ. Rồi có bao giờ kêu quý vị phải bỏ ăn bỏ uống đồ, hoặc là quý vị ốm ho gầy mòn không? Có không? Không có chuyện đó, đúng không? Cả nít vô chùa với đứa nuôi nó còn mập mạp vui vẻ mà. Nó vô chùa nó ở nó tu, nó không muốn về nhà luôn, vui vẻ nó an lạc cười giỡn. Các cháu có một mùa hè thiệt là đẹp, thấy rõ ràng luôn. Nên từ nơi đó tu hành là gì? Tu hành là mình luôn luôn bình thường, đừng có làm cái chuyện gì xa vời. Chứ thêm nữa mình nhắm mục tiêu một phương pháp tu, mình tu một phương pháp mình gầy dựng, mình làm hoài mình đừng có thay đổi. Mình đừng có thay đổi, mình thay đổi hoài là mình biết cái người hướng dẫn tu đó có vấn đề đó, tâm có vấn đề. Với thêm cái nữa là không kiên định, bập chợp, gấp gáp. Những cái cá tính đó là cái tính thay đổi. Giống như quý vị coi cái người ở ngoài đời mà đi làm công cho người ta, mà đổi chỗ làm hoài là gì? Chạy theo đồng tiền. Lương chỗ đó cao quá kìa, chạy. Lương chỗ đó cao mà làm khỏe, chạy. Lương chỗ đó cao mà làm khỏe, chạy. Làm gì có cái lý đó. Làm gì có cái lý cái chuyện mà làm khỏe mà lương cao. Cái gì nó cũng có cái giá của nó cho quý vị. Mình là người nghe đạo rồi, đừng có bị gạt cái chỗ đó. Làm gì mà bỏ công ít mà thành quả nhiều cũng có chứ đó đâu. Lương cho nó cao lắm mà làm khỏe lắm, nó ngon lắm. Nghe nói gì giọt giọt lỡ làm mấy bữa, tháng hai tháng thấy không ổn, nghe chỗ khác vậy nữa chạy. Cuối cùng lang thang hoài vậy thôi. Đó là tâm không ổn định, không kiên định, đúng không? Đó. Còn tu cũng vậy nè. Phương pháp này mau nhiếp tâm nè, mau đi sâu vào công phu nè, này kia. Hay quá ha. Được, để tu thử coi. Tu thấy vô không được, cái nghe người nào nói gì nữa, lao theo nữa. Cái tâm đó là không kiên định. Như Đức từng kể cho vị nghe. Ngày xưa Như Đức đi làm cho thành phố, Như Đức vô chỗ làm bị chửi, Như Đức chịu đựng 3 năm, học được một cái nghề nấu ăn. Xong Như Đức làm thêm 8 năm, đó là 11 năm. Ở một chỗ, bạn bè Như Đức đổi khoảng cỡ 30 chỗ làm, Như Đức làm một chỗ. Một chỗ một luôn. Dù là họ làm lương cao hơn Nhân Đức, nhưng mà Nhân Đức mỗi ngày sống thoải mái lắm. Vì sao? Vì quen quá mười mấy năm như người trong nhà. Như người trong nhà, chiều lại bữa nào không đi chơi thì buổi chiều ngồi với anh chủ, hai anh em người uống hai chai bia Sài Gòn Đỏ, rồi ngồi ăn uống uống bia, ngồi chơi với chủ, thân thiết vô cùng. Tuy là lương Nhân Đức không cao nhưng mà Nhân Đức sống những ngày tháng đặc biệt. Anh em rồi chơi chung với nhau vui lắm, mình với chủ tới giờ tháng mười mấy năm. Thì nghĩ đi, tới bây giờ luôn, giữa mình với chủ làm ngày xưa vẫn còn tới lui qua lại vẫn tháng. Rồi ảnh đem cha mẹ lên đây ở đây nữa. Thấy không? Rõ ràng chưa? Nó có một cái kết quả lớn vô cùng luôn. Khi Nhà Đức đi tu, Nhà Đức đến tịnh thất Quan Âm là Nhà Đức gặp tịnh độ, Nhà Đức niệm Phật luôn. Ở nhà đó dù 5 năm Nhà Đức rất là cực, nhưng mà Nhà Đức chưa bao giờ có cái tâm mà bỏ đi, chưa bao giờ mà móng tìm đâu. Thời đó có nhiều người có cốc đồ này kia, ta rủ Nhân Đức đi 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 tu mà kiểu ở cốc rồi cho nó khỏe hơn này kia. Nhân Đức không có nghĩ ngợi gì đó. Họ rủ Nhân Đức là ở cốc tham quan chơi, nhưng không có đi, không có đi đâu. Ở đó 5 năm là ở đó nghiêm túc. Từ khi sau này thầy đưa mình đi xuống đây cho các cụ già đi theo mình trăm mấy 200 người xuống đây thì mình đi, thầy đưa đi mình phải đi chứ sao giờ. Thì đi xuống đây, ở đây tới giờ gần 10 năm. Nhưng Đức cứ kiên định ở một nơi như vậy. Còn tu thì càng ngày càng chuyên, quý vị coi đúng không? Tu thì càng ngày càng chuyên tu, càng chuyên niệm Phật luôn. Càng đi vào công phu niệm Phật chuyên tu chứ không có mở rộng ra thêm tùm lum tùm la. Vì công nhận không?
Đó. Nên rồi đó mới xuống đây niệm A Di Đà Phật 4 chữ. Nếu như hòa thượng mình mà không kêu Như Đức niệm 6 chữ, Như Đức cũng niệm 4 chữ bình thường hoài. Tính Như Đức không có thay, không có thay đổi, cứ làm hoài vậy luôn. Như vậy mới bị thấy có kết quả đó. Kết quả rõ ràng luôn. Bây giờ nhà nhà Phật tử người ta đều dùng phương pháp lễ Phật 4 chữ không? Ở nhà người ta thấy có kết quả rõ ràng thì người ta áp dụng chứ sao. Có những người thì lễ 6 chữ cũng của chùa mình, thì người ta môn nào ta tu được người ta tu 6 chữ 4 chữ gì cũng được. Thấy không? Rõ ràng không? Là đi tu cũng vậy. Nhà Đức đi xuống đây gần 10 năm nay, xung quanh đây nhà Đức có biết gì đâu. Nên cái người ấy, mà chủ trì chùa người ta cũng yên tâm người này. Tại không đi đâu, không cần biết ở đâu, không tìm hiểu ở đâu, không có giao du gì người này người kia. Người ta đến gặp nói chuyện thì nói, không gặp thì thôi. Chứ không có cái chuyện mà đi tìm người này người kia, hoặc đến chùa này chùa nọ tìm hiểu hiểu biết gì. Không có đi đâu chứ, quanh năm suốt tháng không đi đâu. Trong khi bây giờ điều kiện như Đức cũng đâu ai không có đâu. Như Đức cũng có tiền, có điều kiện, có Phật tử. Nhưng quý vị thấy có bao giờ Như Đức đi đâu không? Không. Nếu Như Đức đi là rất nhiều người ta đi chung, mà Như Đức đâu có đi đâu đâu. Đó là cái việc quý vị hãy nhìn ra là cái tâm nó an định được một nơi. An quý vị, tâm an nó định. Còn người ta nó không an được một chỗ nên nó không định được một nơi. Nên cái tu hành là gì? An định được một nơi. Cái này là cái quan trọng quý vị phải nhận thức. Phải nhận thức. Mà quý vị coi Như Đức ở một nơi, những cái duyên Như Đức giúp chúng sanh nhiều không? Quá trời nhiều. Thì Như Đức ở một nơi, Như Đức chia sẻ điều này là đúng rồi. Nói cái kết quả thôi, còn ai đi đâu kể người ta chứ. Nhưng Đức nói là nói cái kết quả thôi. Là mình ở một nơi gì nó có kết quả rõ ràng. Đó, cứ ở hoài nơi, lo niệm Phật. Mà quý vị tu, quý vị thấy không? Ai tu cũng vui vẻ, đơn giản, ăn được, ngủ được. Như Đức điều khuyên quý vị là áp dụng trong cuộc sống gia đình. Miễn gia đình sống hạnh phúc, tốt đẹp, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Những người hạnh phúc gia đình thì cũng niệm Phật được. Mà những người mà vợ chồng gãy gánh, người ta cũng sống vui bình thường, người ta niệm Phật, người ta không bước thêm bước nữa. Điều này là tốt quá rồi. Có nhiều cô Phật tử, vợ chồng của họ sống không có được hạnh phúc một gia đình, họ gãy gánh giữa chừng là hết duyên hết nợ. Giờ họ vẫn sống bình thường như nuôi con đàng hoàng, họ đi tu họ nuôi con cái đàng hoàng, không bước thêm bước nữa. Vì coi điều đó cũng quá quý. Cuộc đời có người mà duyên đến thì gặp, mà duyên hết thì xa thôi. Có duyên, có nợ mới gặp nhau. Hết duyên hết nợ thì xa nhau thôi. Hiểu không? Nhưng mà cái việc mà tu hành, những đứa hướng dẫn quý vị, vì thấy nó rất đơn giản, nó bình dị, và những đứa chưa bao giờ nói một điều gì cao xa. Chưa bao giờ nói một cái thứ gì về cái việc mê tín gì đó. Hiểu không? Và những đức chưa bao giờ cái việc nói mà nào là hương linh nhập xác này nọ là tôi quý ý chứ không có ngay vì không bao giờ đụng vô cái chuyện đó luôn. Và không bao giờ nói lên cái việc chùa mình phải có những việc đó, những đức không có chấp nhận. Và thường cũng vậy luôn. Nên chùa bình yên cái gì thấy không? Tu hành chuyên tu, cuộc sống đơn giản bình dị, bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Thấy rõ ràng không? Rồi quý vị về đây, quý vị có bao giờ thấy những đức quý y cho quý vị không? Có nhiều người gặp những đức nói thầy con xin quý y với thầy. Nói thôi quý vị coi quy y ai, quy y hoặc là quỳ trước Phật, quy y cái pháp môn Tịnh Độ, con chuyên nhất niệm Phật, phát nguyện tín nguyện cầu sanh cực lạc. Rồi được rồi, chứ có bao giờ quý vị thấy những đức quy y gì cho ai đâu. Nên những đức nói rằng là những điều những đức chia sẻ quý vị nó rất là đơn giản, rất là bình dị. Cuộc sống có người mà mong làm sao có người mình tâm trạng thoải mái an lạc. Có những khi mình cũng buồn người buồn thì mình buồn, buồn sao mình nghĩ buồn người có lợi ích gì không? Không, không thì buông xuống khỏi buồn. Còn thích buồn thì buồn. Còn niệm Phật thì cứ niệm bình thường thôi. Còn buồn thì muốn buồn thì buồn. Muốn hết buồn thì hết buồn. Quý vị thích thì sao cũng được chứ. Còn tính nguyện niệm Phật quý vị cứ niệm. Niệm Phật nhưng mà chưa hết buồn người khác. Ở kể chưa hết buồn. Rồi một ngày nào tự nhiên mình thấy đủ rồi. Thôi mệt quá, nghỉ buồn. Ở nghỉ buồn. Thì quý vị cứ niệm Phật đi. Rồi việc gì nó cũng qua. Chứ không phải là cái việc mình tu hành mà. Mà nói buông cái đó là buông cái đó liền được đâu. Chưa chắc. Có một cái chú này, ông định bỏ tu, ông nói giống như ngũ dục lục trần, thấy thì sao bản thân mình còn mê đắm quá, thấy gì mình niệm Phật không có kết quả, ông cũng chán. Nhưng Đức nói ngũ dục lục trần ở cõi đời này có mấy người đoạn được. Nếu nói mà không nghĩ nó luôn, ít ai mà không nghĩ.
không đến nỗi làm nó thì còn có thể. Nhưng nói mà không nghĩ đến nó thì không ai mà không nghĩ được đâu. Thân chúng ta là từ ngũ dục mà tạo thành. Cha mẹ chúng ta từ ngũ dục mà tạo ra ta. Ta cũng từ ngũ dục mà đến cõi đời này. Mà bây giờ nói rằng bây giờ phải đoạn ngũ dục, niệm Phật mới giảng sanh. Nhưng Đức xin hỏi quý vị, trong cõi đời này mấy người làm được? Tài là tiền bạc, sắc là người đẹp, tài dục, sắc dục, danh dục, ăn dục, ngủ dục. Rõ ràng không? Trong năm cái loại này là căn bản của cái thân đến cõi đời này. Quý vị nói bây giờ phải đoạn năm thứ này rồi quý vị mới niệm Phật giảng sanh. Đoạn năm thứ này mới niệm Phật. Sai. Niệm Phật rồi mới đoạn năm chỗ này. Nhớ. Đoạn năm chỗ này mới niệm Phật là quý vị sẽ thất bại. Quý vị lo đi đoạn nó, rồi thọ mạng đến lúc quý vị chết vì chưa đoạn xong. Rồi cái chuyện niệm Phật quý vị cũng không niệm được luôn. Quý vị quay lại là niệm Phật gầy dựng. Rồi tự quên bớt năm thứ này. Bây giờ thử đi. Bây giờ quý vị ai mà chỉ đi đoạn ngũ dục mới niệm Phật đi. Quý vị đi lo đoạn năm thứ đó đi, rồi quý vị tới chết quý vị cũng chưa đoạn xong. Rồi niệm Phật quý vị không niệm được cái gì luôn. Bây giờ quay lại là niệm Phật trước đi. Lo niệm Phật đi, còn đừng để ý năm loại này. Niệm Phật thì từ từ muốn sanh cực lạc quá thì năm thứ này tự lạc bớt đi. Lạc bớt đi thì tính nguyện mạnh. Mà tính nguyện mạnh thì niệm Phật thì Phật rước giảng sanh. Hiểu không? Chí tâm tính ứa mà. Trời ơi, tội nghiệp ghê. Nói xong cái chú, ông nghe cái ông bừng tỉnh lên, người ông phấn chấn lên liền. Ô vậy thì con tu hành mà con còn nghĩ những thứ đó, vậy con tính nguyện niệm Phật giảng sanh đó thầy. Nó đúng rồi, cô chú cái niệm Phật chỉ cần gầy dựng tính nguyện niệm Phật. Bây giờ ngũ dục mấy người bỏ được, mấy người đoạn. Bây giờ cái người kia bị đoạn, họ chưa chắc đoạn được. Có nhiều người mà kêu người ta buông xuống không, mà người ta buông xuống họ lụm còn hơn người khác. Đừng có nói chuyện dẫn chơi. Tự xem lại lương tâm mình đi thì biết liền cái gì đó. Tự xem lại mình. Có nhiều người mà nói buông xả này kia, buông xả nọ. Nhưng mà mình cho người ta cầm giùm, còn mình thì quyết định không xả gì. Nên từ nơi đó trong cái cõi đời này Phan nó nói vụ đó. Chúng ta hãy gầy dựng tính nguyện niệm Phật. Quý vị muốn sanh cực lạc không? Dạ muốn. Muốn thì tính nguyện niệm Phật đi. Tiền bạc trong cõi đời này ai mà không muốn dùng tiền bạc để sống? Sắc thì người đẹp, bản thân mình đẹp mình cũng thích thì cũng là sắc chứ gì, đúng không? Bây giờ người tu nhận đức, như nhận đức cũng thích sáng sủa, thích đẹp chứ bộ, cái này là sắc thật rồi. Hàng Phật tử cũng vậy mà, đúng không? Là sắc chứ gì, là sáng sủa dính mắt cũng là dục đó chứ gì. Chứ đâu phải là chỉ sắc là người nữ mình mê đắm vào người nữ không đâu, mà chính bản thân mình cũng mê sắc bản thân mình, là sắc dục chứ gì. Danh con người, cái ngã con người mình ai mà không còn, ai mà không còn cái ngã. Cái ngã là ghê nhất luôn. Đụng tới mình là sân si buồn phiền, là ngã chứ gì. Rồi ăn, ai mà không ham ăn. Vì coi có những người vì biết rằng hướng dẫn ta tu đồ này kia, mình cũng ghê gớm lắm. Nhưng một mâm ăn của mình còn nhiều hơn người bình thường khác. Phật tử thì ăn một món này kia. Có những người chúng ta ăn một mâm, riêng một mâm trong phòng ăn, ăn còn dữ hơn người ta nữa. Còn ngủ thì thời gian rảnh rỗi, được ở phòng đồ nghỉ ngơi đồ, thời gian nhiều. Muốn ngủ giờ nào ngủ giờ nấy. Thôi hãy xem lại lương tâm mình đi, mình biết liền gì đâu chàng. Nó nói là đoạn ngũ dục, miệng bạn nói thôi. Bạn nói cái miệng bạn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Hãy tự xem lại lương tâm mình đi rồi sẽ biết. Nói mà trong cái cõi đời này mà đoạn ngũ dục niệm Phật giảng sanh, Phan bạn đừng nói cho đó, bạn quay ngược lại đi. Tính nguyện niệm Phật giảng sanh, ngũ dục thì kệ mồ nó, tự nó lạc. Tại vì mình muốn sanh cực lạc, mình gầy ngay câu Phật hiệu mình muốn sanh cực lạc. Còn mình đâu có gầy dựng năm thứ kia nó chổi lên lên xuống mà kệ nó. Mình đừng có quan tâm nó, mình cứ lo tính nguyện niệm Phật là mình thành công. Quý vị thấy vậy thì quý vị có cơ hội, ai cũng thấy mình có cơ hội. Khi ai cũng thấy mình có cơ hội thì tự nhiên mình muốn làm. Mình thấy mình có cơ hội thì mình muốn làm. Còn mình thấy mình không có cơ hội thì sao mình làm? Quý vị đưa lên cái việc mà người ta thấy người ta không có cơ hội, vậy ai làm? Quý vị đọc cái quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, quý vị coi đúng không? Mục tiêu của Ngài dạy người ta là tính nguyện niệm Phật chứ gì.
Rồi Bổn Nguyện Di Đà, nhiều người người ta coi Bổn Nguyện Di Đà của Ngài Thiện Đạo Đại Sư là tự nhiên người ta muốn niệm Phật à. Thấy người ta có cơ hội thì thấy có cơ hội mới hưng khởi. Còn mình thấy mình không có cơ hội gì, mình hưng khởi cái gì? Vậy tôi hỏi quý vị nè, vì tu với bây giờ quý vị nghe thì hoa chờ rơi rụng, nhưng mà quý vị thấy mình không có cơ hội, ai mà tu làm gì nữa giờ? Tu rồi thấy mình không có cơ hội tu làm chi? Bỏ tu luôn chứ thì sao? Mà bỏ tu luôn rồi còn kết quả gì nữa? Nên cái bổ nguyện niệm Phật rất là hay, bởi vì mười phương chư Phật mới tán thán. Tự nhiên người ta nghe cái là người ta muốn niệm Phật à. Còn những người mà muốn kinh vạn luận thì tự nhiên nói những thêm đủ thứ chuyện ấy. Phải thêm cái gì, thêm cái gì tùm lum. Thêm với cái này làm chưa xong mà thêm cái gì? Một thứ làm chưa xong nè, đừng nói chi mà thêm. Gầy dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi mà làm còn chưa xong. Một việc chưa xong mà muốn làm thêm. Thì công nhận không? Thì nghe đi. Nghe phải nó hưng khởi tâm không? Mình gầy dựng ngay cái chỗ mười mấy năm nay như Đức làm gì? Gầy dựng tính nguyện thôi. Ngày nào như Đức cũng giảng hai bài giảng này là gì? Gầy dựng tính nguyện chứ gì? Nên quý vị tu tịnh độ quý vị phải thích thú không? Thích niệm Phật không? Thích niệm Phật là được rồi. Người tu trong chùa có ai điên không? Không. Ai cũng ăn được, ngủ được, vui vẻ, an lạc. Phật pháp như vậy là quá lợi ích, từ còn gì nữa quý vị? Phật pháp như vậy là quá lợi ích, từ còn gì nữa? Người ung thư đến gặp những đức cũng nói cứ ăn được, ngủ được bình thường, chừng nào chết thì chết. Chúng ta hãy sống ngày nay cho đặc biệt. Quý vị công nhận như việc đó là đúng không? Không lẽ quý vị chưa chết mà quý vị đã chết rồi? Chưa chết mà cứ bận tâm nặng nề, rồi phải làm đủ cách ốm ho gầy mòn như là xác chết trên cao nguyên, chịu thua. Vừa bệnh ung thư thôi, kệ mày chứ. Giờ ăn chay mà niệm Phật rồi, những ngày tháng tao còn lại tao sống bình thường cho đặc biệt. Bây giờ ung thư rồi, lúc trước lo tùm lum chuyện nhà chứ ung thư rồi, thôi không cần lo gì nhiều nữa chứ. Thôi nói với vợ con, chồng con gì, thôi giờ ung thư rồi, thôi bây giờ mấy người lo đi, tôi sớm muộn tôi chết mấy người phải lo thôi. Bây giờ tôi không cần lo nhiều nữa, đi chùa niệm Phật đồ này kia, rồi đưa tiền tôi chút đỉnh thì sống lại ra, rồi không cần bận tâm nặng nề gì, lo niệm Phật để cầu sanh cực lạc thôi. Ôi ơi, người ung thư mà vậy thì đặc biệt quá rồi. Dạy gì phải là đơn giản dễ hiểu không? Chừng hết ung thư luôn đó. Vì cái tâm trạng đó nó nuôi dưỡng những cái tế bào bị bệnh kia khỏe lại. Còn cái này tiêu cực mỗi ngày, bận tâm lo âu nặng nề, rầu rĩ, vô thuốc, rụng tóc, đủ chuyện hết trơn. Cuối cùng thọ mạng còn thì cũng sốc, mà sốc như hình nộm. Còn cái này quý vị thấy sống đơn giản bình dị không? Đó, cái cách giảng dạy gì quý vị nghe đi. Phải là gầy dựng tính nguyện, tính nguyện rồi là bình an à. Quý vị chỉ cần gầy dựng tính nguyện thì tự nhiên quý vị thấy việc gì nó cũng bình an. Quý vị nghe cái chỗ mà lo tính nguyện niệm Phật thì ngũ dục tự lạc 100%. Chính bản thân Như Đức thấy ngũ dục Như Đức lạc, lạc bớt. Họ Như Đức là người ham tiền cỡ nào, mà bây giờ nói Như Đức tiền bạc, quý vị coi Như Đức làm bao nhiêu chuyện, Như Đức thoải mái vô cùng. Thứ sáu tới nữa nè, khiếm thị. Qua tuần là thứ sáu là khiếm thị. Chương trình khiếm thị, tổ chức chương trình khiếm thị là vì người ta, cho người ta được lợi ích không? Tàn là Phật tử quý vị đi đến đây là đổi tiền để cho người ta, quý vị công nhận không? Còn khắp nơi nơi thì không đến được thì người ta mới gỡ tiền cùng chung tay những đức. Thì những đức quý vị coi, cho tiền người khiếm thị, thuê xe người khiếm thị đi, hai cái mảng này thôi là xô lớn rồi đó quý vị, chứ không giỡn đâu nghe. Dữ lắm á. Khoảng 5 cái dạng rồi, khoảng 4.000 người khiếm thị. Quý vị coi, bây giờ đơn giản bỏ bao thư cho người 200.000 thôi. Còn Phật tử là cho riêng chuyện của Phật tử đó. Nó mà 4.000 người vì nghĩ thì sao? Rồi xe cộ như Đức trả tiền hết luôn. Còn Phật tử thì những Đức kêu người ta là đổi tiền ra, rồi cho con cháu, cho người thân chưa biết tu, cho tiền người khiếm thị. Đến đây được nghe pháp xong rồi hãy tặng tiền, cho người ta được gieo cái duyên, thấy nhiều người khổ vậy mà người ta thấy thương tâm, để phát triển cái tâm từ bi của người ta ra. Đó, nên trong dịp hè này tổ chức cho quý vị có cơ hội dẫn con cháu mình đi. Cuộc đời con người sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị ơi. Có cơ hội này đặc biệt là ở đâu mà người ta gom một lần mà người nghèo, người khiếm thị tặc nguyền về 4.000 người, cho quý vị có cơ hội tu phước duyên. Rồi nhà Đức nói quý vị rửa tiền chỗ này, đúng rửa tiền luôn. Có nhiều người giàu người ta đi rửa tiền casino đồ, rồi chơi cái này chơi cái kia cờ bạc đồ, trò cái này không chịu đi rửa. Rửa cái này còn sanh phước báo nữa,
Chơi cái này mới chơi thật nè. Làm thiệt đó, bị rủ người giàu á, làm đi. Đổi tiền lỡ 50-100 rồi đó cho người khiếm thị. Nhưng Đức cho người 200 ngàn, thuê xe người ta đi luôn. Nói vậy coi. Còn khắp nên nơi vì không đi đến được thì gỡ cùng chung tay nhân đức. Còn nếu không bị đổi tiền, quý vị kêu thăng bằng huyết thuộc với lại cho đi. Sao cũng được tùy quý vị. Đã làm là làm thôi. Những đức mới nghĩ cái chuyện mình tổ chức chương trình khiếm thị là mình dư được chút đỉnh tiền. Như những đức mà biết tính, sao không biết. Thì tôi tổ chức ra vậy, tất cả Phật tử ai cũng bỏ tiền gửi đưa cho thầy để cho thầy cùng làm. Còn này tôi nói kiểu đó, nhiều Phật tử nói chắc thầy không có tiền. Thôi mình đổi tiền ra mình đi cho, hoặc là thôi không có tiền thôi mình khỏi cúng. Cái chuyện đó của quý vị. Tôi vẫn nói cái chuyện lợi ích giúp người là như vậy. Tôi làm là tôi làm. Cuộc đời có người gieo nhân thì gặt quả thôi. Mình làm gì hưởng cái nấy thôi. Nên tâm trạng Đức nó an lạc lắm quý vị ơi. Chứ không phải là làm một cái gì hay lễ lọc hay díu quan âm gì xong rồi bắt đầu là mong mình dư tiền, không có đâu. Những Đức mong quý vị về, quý vị cúng dường cho Hòa Thượng. Ngày lớn tuổi, ngày xây chùa, ngày lo bao nhiêu chuyện thì cúng cho Hòa Thượng đi. Hoặc cái vỏ thùng tam bảo thôi là cúng cho Hòa Thượng rồi đó. Để cho ngày xây chùa, cho chúng sanh ta được ở, ta tu. Còn những đức chỉ mong Phật gia hộ cho, lo cho các cụ đầy đủ. Các cụ ăn cái gì mua cho các cụ ăn. Đại chúng thèm gì mua cho người ta ăn. Thiếu đồ mua đồ, có đồ ăn thì mua cho ăn. Còn lo cho chúng đàng hoàng. Những đức chỉ mong vậy thôi. Vì ô cuộc đời con người sống trong cái cõi này vậy là nó quá tự tại rồi. Nặng nề gì cho nó mệt thêm. Đó là rõ ràng những đức là thấy chính một con người tham tiền của những đức. Mà tu với từ từ nó đỡ tham tiền rõ ràng luôn. Làm bao nhiêu chuyện như con cháu người ta gì quý vị coi. Lo cho các cháu nó giết, nó thương mình còn hơn cái gì. Như Đức dám đầu tư. Chứ không phải là chỉ là hô to khẩu hiệu mà không làm, không phải đâu. Làm tới luôn. Còn lay quay dưới quan âm nè, 20 ngàn cái máy niệm Phật tặng cho quý vị đó. Rồi mới đặt tượng Phật đủ quá trời luôn. Đang đặt đó, cho người ta làm. Nói vậy thế. Nó là chuẩn bị một lượng tiền trả cho người ta quá trời lớn luôn. Nó thì quanh năm suốt tháng cũng xong thôi. Quay lấy quay cũng tới Tết cũng xong việc thôi. Làm bao nhiêu chuyện. Những đức hiểu. Tất cả những việc mình làm đó, phước báo nó bỏ vô mạng mình hết. Mình sợ cái gì. Trời ơi. Nên tự tại nó vui gì đâu. Những đức thấy rõ ràng là đối với tiền bạc những đức nhẹ bớt. Đối với người nữ đó này kia những đức cũng nhẹ bớt. Tình cảm con người, thương yêu giúp đỡ con người, thương các cụ già là tình người có. Nhưng mà đối với nữ sắc bản thân mình cũng nhẹ rồi. Danh con người mình sống chung với mọi người, ăn cơm chung, chơi chung với mọi người, vui vẻ bình dị là danh giảm tối đa ơi. Thực là ăn uống những đức ăn cái gì, ngày 3 buổi cơm đơn giản. Trong phòng không có một cái gì hết chứ, không có tủ lạnh, không có đồ ăn thức uống gì hết chứ. Những phòng như Đức không có cái gì, chứ quý vị có dịp như Đức cho vị vô phòng như Đức tham quan cái phòng chút xíu xíu cho quý vị thấy rõ ràng luôn. Nó ngủ thì thời gian ngủ nhiều gì đâu, bằng đêm ngủ 3 tiếng 2 tiếng mấy 3 tiếng 3 tiếng rưỡi, từ từ vị đổ lại rồi cả ngày làm việc. Quý vị thấy rõ ràng, gây dựng tín nguyện niệm Phật thì ngũ dục tự giảm bớt thôi. Gây dựng tín nguyện niệm Phật thì ngũ dục bớt. Nên những đức nói vị gây dựng tín nguyện niệm Phật là cái điểm đặc sắc nhất dẫn đầu. Chứ đừng có nói là đoạn ngũ dục mới niệm Phật. Vì đoạn ngũ dục quý vị tới chết quý vị chưa niệm Phật được là bị tiêu. Còn bây giờ gây dựng tín nguyện cho cực kỳ mạnh, nó mạnh rồi thì ngũ dục làm sao nó khoát khởi nổi. Không nghĩ tới nó làm sao khoát khởi nổi. Giống như bị tưới nước vào cái cây nào thì cây đó tốt, còn cái cây nào không thích thì đừng tưới. Hiểu không? Có Phật hiệu là bổ nguyện mình lo niệm Phật thôi. Còn ngũ dục mình đừng có quan tâm tới nó. Mà mình đoạn nó sao mình sống. Mình đang sống ở cõi này mà nói đoạn ngũ dục. Cha ngộ ghê. Sống ở cõi này mà đoạn ngũ dục, biết nói cái gì luôn. Cái ngũ dục là cái nguồn gốc của cái thân này nè quý vị à. Phải không quý vị? Quý vị không có tiền quý vị sống làm sao? Quý vị không có cái sắc này quý vị sống làm sao? Cái danh là quý vị sống, là quý vị tu hành, nhiều người biết quý vị. Người ta đến ta tu nè. Cái ăn, không ăn sao sống, không ngủ sao sống, công nhận không? Nên con người nói đọa ngũ dục không biết nói cái gì luôn. Chặt đầu đi cái sống cũng đi đọa lạc. Nên mình gây dựng tín nguyện niệm Phật là điều đúng rồi. Phật tử công nhận không? Nghe phải rõ ràng chưa?
gầy dựng tín nguyện là đúng rồi đó. Nó Phật Di Đà nó niệm danh hiệu ta rước, tín nguyện niệm Phật thì ta rước. Rồi vậy vì cái tín nguyện niệm Phật thôi, khỏi cần bận tâm nặng nề chứ. Còn sống ở cõi đời này, à, thích chăm chích thì chăm chích, thích ghét thì ghét, cái này là cái cõi đời nó mới là ngũ trược ác thế. Hiểu ngũ trược ác thế không? Ngũ trược ác thế, ngũ trược ác thế Phật đã nói rồi mà. Chăm chích giận hờn đấu đá là cái cõi đời là như vậy. Mình muốn giảng sanh thì tự vì sẽ nhẹ, cứ gầy dựng đi, chưa làm được cứ niệm Phật từ từ nó sẽ được. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người nghe đạo gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở cực lạc. Phát nguyện cho mạnh, đời này con phải giảng sanh. Phát nguyện đời này con phải giảng sanh. Làm tất cả việc thiện gì cũng là mục tiêu niệm Phật sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.